Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chuyên mục tiêu thụ điện. Thì ở video trước tôi đã test cho chúng ta cái tủ lạnh Sanyo Aqua 335 lít sử dụng trong điều kiện trời mưa, thì sau 24 tiếng là tiêu thụ 1.300W điện. Thì hôm nay thời tiết nắng nóng tiếp tục, tôi sẽ test sau 24 tiếng thì tủ lạnh của chúng ta có tiêu thụ ít hơn hay là nhiều hơn so với những ngày trời mưa. Thì để làm được điều này thì chúng ta cần phải có một cái đồng hồ chuyên dụng. Đây, chúng ta quan sát trên màn hình thì đồng hồ này tôi đã đưa về tiêu thụ điện là đưa về con số 0 rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cắm điện vào, rồi sau đó là chúng ta theo dõi quá trình khi mà tủ lạnh ghim vào thì nó công suất nó tăng lên như thế nào, và sau 24 tiếng thì nó tiêu thụ bao nhiêu điện nha. Rồi, giờ chúng ta sẽ tiến hành cắm điện vào. Chúng ta khi cắm điện vào thì bắt đầu đồng hồ đo đã chạy. Đây, chúng ta thấy. Tuy nhiên chỉ có mới có 7W thôi. 210V, dòng là 0,06A và tiêu thụ hiện giờ đang khoảng 7W. Thì vừa mới ghim vô thì cái tủ lạnh chúng ta chưa tăng tốc, chính vì vậy là cái lượng điện tiêu thụ rất là ít, gần như là các cái quạt nó chỉ có hoạt động để thổi cái hơi lạnh ở trong của cái tủ lạnh ra mà thôi. Bây giờ sau 24 tiếng thì hẹn gặp lại chúng ta vào 15 giờ chiều mai, thì tôi sẽ cho chúng ta xem sau 24 tiếng sử dụng tủ lạnh trong điều kiện nắng nóng, nhiệt độ bên ngoài hiện giờ là khoảng 35-36 độ C, thì sau 24 tiếng nó tiêu thụ bao nhiêu điện nha. Những ngày trời mưa thì nó tiêu thụ khoảng 1.300W điện à. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra trong lúc trời nắng để thấy coi là tiêu thụ bao nhiêu điện, rồi hẹn gặp lại chúng ta vào 24 tiếng hồ sau nha. Bây giờ là 14 giờ 45 phút, vậy là sau 24 tiếng tôi test cái tủ lạnh ở trong cái điều kiện là trời nắng nóng, thì đến thời điểm này cái tủ lạnh của chúng ta đã tiêu thụ là 2,35 kWh, tức là 2 kg và thêm 350W. Đấy, chúng ta thấy với những ngày nắng nóng, thời tiết nóng thì tủ lạnh chúng ta tốn điện rất là nhiều. Những ngày trời mưa thì nó chỉ tiêu thụ là khoảng 1.3 kg điện thôi. Còn những ngày nắng nóng như này nó tiêu thụ tới là 2.3 kg điện. Vậy thì chúng ta thấy là những ngày nắng nóng sử dụng tủ lạnh rất là tốn điện. Chính vì vậy là trong quá trình chúng ta sử dụng, chúng ta phải lưu ý vấn đề đó để chúng ta điều chỉnh được cái nhiệt độ cho nó phù hợp. Những ngày trời mưa thì do nhiệt độ bên ngoài nó không có cao lắm, cho nên nó tiêu thụ điện ít. Còn những ngày trời nắng nóng như này, nhiệt độ bên ngoài là 34-35 độ, cho nên nó tiêu thụ điện rất là lớn. Rồi, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.